nên xuất vào chùa Đức Thế Tôn năm nay trước là từ 890 đến 950 kg trên một tấn. Với tiến độ như hiện nay, phấn đấu đến cuối tháng 11 năm 2022, bà con nông dân phải chuẩn nhận để cơ bản thu hoạch xong vụ lúa thu đông. Trong những ngày qua, giá lúa dao động từ 6.250 đồng đến 6.400 đồng một kg. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, nông dân trồng lúa có thể thu lợi nhuận từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng trên một hectare. Phóng viên Tuyên Phật, Tuyên Bình.